Rồi mọi người ơi, cái câu cái nốt đầu tiên của câu 67 đến 71 này, các bạn có thấy gì ạ? Cái tòa nhà với cả đất ấy, thì được revalue vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 2003 với giá trị là 80 triệu, thì tương ứng là 80 triệu này thì mình phân bổ vào đất, nghĩa là đất thì tăng giá lên là 80 triệu ạ, và 200 triệu thì là building, có nghĩa là trong 280 thì sẽ chia ra cho hai phần như vậy. Và tại thời điểm đấy, tại thời điểm mùng 1 tháng 10 năm 2003, ngày hôm nay là 2008 rồi nhá các bạn nhá. Tại ngày đó thì remaining useful life là 25 năm. Họ không đánh giá lại cho đến tận ngày mùng 1 tháng 10 năm 2008. Và lúc này thì mình lại đánh giá là đất là 85 và building là 180. Được chưa ạ? And the remaining estimated life là 20 năm. Đó. Vậy thì bây giờ câu hỏi của các bạn đấy là what is the carrying amount of the land and building tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2009, nghĩa là một năm sau là bao nhiêu? Như vậy thì các bạn sẽ phải, để mình chụp lại này. Rồi, có bạn nào đã làm rồi có thể nói cho mình biết cái cách mà mọi người đang làm và các bạn tính ra đáp án như nào ạ? Có ai nhỉ? Có không? Giơ tay thì mình sẽ gọi. Đấy, mọi người đi học trực tiếp đi thì còn có gọi lên bảng được đấy. Mình cứ gọi thứ tự theo 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 những bạn, như ví dụ như Việt Anh với các bạn bạn Khánh là mới học hôm nay này. Hương, Hương hay Hương với nhà em nhỉ? Hương đúng không? Vâng Hương ạ. Ừ, Hương, em làm cái này chưa? Em chưa. Em đang đọc ạ. Ok. Vâng. Em Hương nghĩ đọc. là đáp án A. À, không, không Vâng, phải nghĩ. một ạ. Ok, tính luôn đi, tính cái gì, yêu tính cái gì. Tại sao em tính ra, em lại tính ra đáp án một? Một thì năm này nhỉ, là một như này thì khi mà đánh giá lại thì đó là cái 8 năm thì em sẽ không bị khấu hao, và anh đánh giá lại là 180 thì em sẽ tính khấu hao cho 20 năm. 20 năm thì đánh giá trị ở lại là 171, em cộng lại thì nó là 256. Năm cộng 171 có thấy 56 thế đâu đúng không? Đấy, sau khi Vâng. dễ đúng không ạ? Đấy mọi người thấy không ạ? Tại vì ở đây người ta có một cái điểm rất là dễ, người ta nói trước với các bạn ấy là người ta tách đất ra bao nhiêu và người ta tách tòa nhà ra bao nhiêu rồi, đúng không ạ? Nên bạn hiểu, bạn tách luôn ra là 85 này, đất tại sao là không khấu hao? Bởi vì là ở đây mình nhìn thấy là người ta chỉ nói cái remaining estimated life of the building là 20 năm thôi. Nhưng mà bình thường đất thì sẽ không khấu hao bởi vì đất là undefined useful life. Được chưa ạ? Cho nên là cái bẫy nó nằm ở đây chỉ có thế thôi. Nhưng mà nếu như mọi người đã làm một lần rồi thì sẽ không bao giờ mắc cái bẫy này nữa. Đấy ạ. Cái thứ hai là vừa nãy mình có nói rằng là cái việc đánh giá lại nó chỉ làm thay đổi giá trị tài sản chứ nó không làm cho cái tài sản đấy thay đổi gì cả. Nên nếu như trước đó các bạn đang khấu hao là 20 năm, nghĩa là nó đang sử dụng đến đấy, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục sử dụng là 20 năm để tính khấu hao. Chứ không có lẽ là vì một cái cách mà các bạn revaluation mà nó tăng được, nó lengthen the useful life thì không có đâu ạ. Cho nên là bạn hiểu, bạn lấy 180 là cái giá trị vừa mới khấu, vừa mới revalue, đúng không ạ? Chia cho 20 năm còn lại để các bạn ra được là mỗi một năm sẽ khấu hao là 9 9 triệu. Và như thế thì tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2009 thì net book value carrying amount của building là 180 trừ đi 9 là 171. Được chưa? Và chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ có cái đáp án carrying amount của the land building là 206 nhỉ. Xong, tiếp nữa này. Plant trong năm vừa xong mình tính là bao nhiêu tiền ạ? Ở đây mình đang có cái plant ở nốt thứ hai này. Plant là được khấu hao 20% một năm on cost.
cost per plant là bạn là 150 này, đúng không ạ? It is amortized on the on the 1st April, the new plant costing 45 million was acquired. Vấn đề là 150 thì sẽ chia cho 5 năm, mỗi năm là khấu hao 30 rồi. Nhưng mùng 1 tháng 4 người ta lại mua thêm một cái plant là 45 nữa và họ sẽ mất 5 triệu để install and commission. No plant is more than 4 years old. Như vậy các bạn sẽ tính xem là cái plant mới này, câu hỏi đầu tiên của mình là cái giá trị của cái xưởng, của cái plant mà các bạn vừa mới mua năm nay là bao nhiêu? Mọi người trả lời cho chị, mọi người có thể gõ vào chat cho chị là 45 hay là 50 ạ? 50, đúng rồi. 50, bây giờ mình biết là cái plant này khấu hao không quá 4 năm. Có nghĩa là mình sẽ lấy 50 chia cho 4 ôm ạ. Gì nữa ạ? Cái plant này chỉ, cái tài sản này chỉ dùng từ mùng 1 tháng 4 thôi. Cho nên mình phải nhân gì ạ? 6 trên 12. Đúng không ạ? Thì 50 chia 4 là 12,5. Nhân 6 bằng chia 12 bằng 6,25. Đúng không ạ? Nên các bạn sẽ chọn đáp án. Có không có đáp án nào là 36 à? What is the depreciation charge? Một cơ ăn cũ chứ. Còn phải cộng với cả cái tiền ăn cũ nữa chứ. Cái gì nhỉ? Với đây nhỉ? Tức là anh mới tìm cái plan mới thôi chứ. Cái cũ là ở đây người ta đang nói là cái cột plan của mình nhá thì có cost là 150 đã khấu hao 103. Ủa, sao 150 trừ đi 103 ra 45 nhỉ? Là 47 chứ nhỉ? Đúng không? Xong rồi mới có cái plant mới này. Ở đây người ta hỏi depreciation on the plant. Hai mươi phần trăm là ra 35 là sao chị chưa hiểu? Chị ơi, hay là cái 4 năm này nó lừa mình ở chị? Em cứ lấy 50 nhân với cả 20% của cả năm xong em nhân 6 trên 12 đúng không ạ? Con... theo em hiểu cái 4 năm ý sẽ là cho những cái plan cũ ấy ạ, nó sẽ không bị hết khấu hao trong năm ấy ạ. Thì mình sẽ dùng cái... Xin lỗi. Đúng. Cái này chị đọc bị sai đấy, đọc bị sai, sai từ ngữ nghĩa. Người ta nói là no plan is more than 4 years old, có nghĩa là không có cái tài sản nào quá 4 tuổi, đúng chưa? Hay nói cách khác là không có tài sản nào bị hết khấu hao cả. Đúng không? Còn lại thì chính sách khấu hao là plant là 20% per annum. Cho nên lúc này thì mình vẫn phải lấy cái này chia 5 xong nhân 6/12, xin lỗi mọi người. Đấy, ví dụ đi thi mà đọc bài này chết rồi đấy. 50 chia 5 đúng không ạ? Nhân với cả 6/12 ra 5. Đây mình sẽ tính ra là ở đây mình tính ra mình khấu hao là 35 đúng không ạ? Đấy mình thấy lẻ lẻ là mình thấy nghi nghi. Rồi mọi người đọc kéo lại thì có bài giải. Sao cơ Việt Anh? Chị kéo lại cái trang trên tớ xem lại cái... Có hai tài sản nhá. Một cái tài sản cũ là 150. 150 thì mỗi năm khấu hao 20% on cost là 30. Được chưa? Cái tài sản thứ hai là tài sản mới mua là 50. Thì khấu hao 20% on cost có nghĩa là dùng trong 5 năm. Thì tớ sẽ lấy 50 chia 5. Nhưng mà vì mình mua tại ngày 1 tháng 4 cho nên tớ chỉ tính 6 trên 12 tháng thôi. Và với tài sản mới thì chỉ có 5 đồng thôi, và cộng lại 30. Nhưng mà cô anh và mua từ mùng 1 tháng 4 thì nó không phải 6 trên 12. Đến 30 tháng 9 nó 6 trên 12 mà. Cái câu nhỉ? Cái câu no plan is more than no plan is more than 4 years old. Ở đây tớ chưa hiểu ý là như thế nào nhỉ? Ý có nghĩa là không có cái tài sản nào quá 4 tuổi. Có nghĩa là tất cả các tài sản đều còn khấu hao. Bởi vì mình đang khấu hao 5 năm mà không có cái nào quá 4 tuổi thì có nghĩa là năm nay đều khấu hao hết. Tớ hiểu rồi. Ok. Rồi ạ, mọi người ơi, câu 69. Having revalued the property, airline company is required to make a certain disclosure in respect of the revaluation.
khi mà chúng ta đánh giá lại tài sản thì chúng ta sẽ phải thuyết minh những cái gì? Thứ nhất ạ, các bạn sẽ phải thuyết minh ngày mà các bạn đánh giá lại, giống như ở trên các bạn thấy không? Bây giờ phải nói rằng là effective date là bao nhiêu, cái câu 67 mình làm rồi đấy. Thứ hai là chúng ta không cần thuyết minh cái professional qualification, được chưa? Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải, chúng ta phải thuyết minh cái basic use, được chưa? Và thuyết minh cái nếu mà trong trường hợp tôi không khấu hao thì giá trị ghi sổ nó là bao nhiêu? Ok chưa? Rồi. Mọi người thấy cái sách BVP mới bây giờ ạ, nó rất là khó cho chúng ta học nhé. Nó đang hỏi cái này xong rồi nhảy luôn sang chuẩn mực khác là impairment. Nhưng thực sự thì đây mới chính là cái format cũng rất là gần với cả việc đi thi ấy. Nên người ta sẽ không nói với các bạn là người ta đang hỏi chuẩn mực nào. Ví dụ như cái này sách cũ, như sách cũ hơn ấy, thì người ta sẽ tách riêng ra từng chuẩn mực một để mình luyện. Thế nên là các bạn sẽ luyện hết chuẩn mực này rồi học cái chuẩn mực kia. Thì lúc đi thi thì người ta sẽ trộn các chuẩn mực vào trong một câu ạ. Đấy thì cái bài này nó sẽ thế nữa. Nhưng mà đi học thì các bạn sẽ phải chịu khó là mình bởi vì mình đang học từng chuẩn mực ấy, cho nên mình sẽ phải chạy hơi lung tung, xong đến lúc mình học mình lại không bắt lại thì mình chịu thế thôi. Nhưng mà cái quyển này đúng là để luyện là rất là tốt ạ. Rồi, back lại cái phần multiple choice ban đầu chúng ta đang học để mình có thể nói nốt với các bạn phần borrowing cost ạ. Đây ạ. Ok ạ. Ở đây chúng ta có một cái tình huống về borrowing cost và mình nói với các bạn như thế này. Thực ra borrowing cost chẳng có gì, nó một câu là hết luôn. Borrowing cost chúng ta được phép capitalize vào giá trị tài sản trong trường hợp nó directly attribute to the qualifying asset, nghĩa là cái tài sản mà nó liên quan đến cái khoản nợ đấy nó phải được xác định được. Nghĩa là các bạn biết là cái khoản vay này các bạn vay để xây cái nhà, hay các bạn biết là cái khoản vay này là để các bạn nhập một cái máy về và trong cái thời gian nhập là 2 tháng hoặc là phải đi vay tiền như thế. Nha, cái mà được gọi là qualifying asset nó phải có một cái quãng thời gian nhất định để build, để construct nó. Chứ nếu như mà là hàng như kiểu hàng tồn kho á, thì nó không phải, nó kiểu nó về ngay á, thì nó không được gọi là qualifying asset. Đấy là lý do nhất. Cái thứ hai đấy là khi mà các bạn tính cái lãi vay để các bạn qualify, các bạn đưa vào qualifying asset ạ, thì các bạn có hai option. Option thứ nhất là specific loan, nghĩa là những cái khoản vay cụ thể, ví dụ tôi đi vay mà tôi có mục đích vay là để xây nhà ấy ạ, thì tôi chỉ tính cái khoản vay có mục đích vay thôi. Nhưng cũng có những trường hợp là không biết đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương, đúng không ạ? Mình có nhiều khoản vay, như trong trường hợp của bài 25 này, các bạn có hai khoản vay, một khoản 9% sẽ trả trong năm 2009, một khoản 11% thì sẽ trả trong năm 2022. Và bây giờ các bạn đang xây một cái tài sản thì các bạn sẽ rút tiền ra để xây. Vậy thì lúc đó cái 6 triệu đấy ạ, các bạn sẽ được tính cái lãi vay của 6 triệu đấy vào trong cái tài sản đó, nhưng mà các bạn chỉ tính theo tỷ lệ thôi ạ. Ok chưa? Vậy thì việc đầu tiên ấy, là mọi người sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ phải tính cái borrowing cost mà capitalize được vào 31 tháng 12 năm 2008. Thứ nhất là theo cái tỷ lệ trung bình. Trung bình ở đây có nghĩa là tổng cộng ở đây nhá, là tôi có 25 cộng 14 là bao nhiêu? 39 đúng không ạ? Nhưng mà 39 này thì cái tỷ lệ lãi vay tương ứng của 39 này sẽ là 9% nhân 15 cộng 11% nhân 24, được chưa ạ? Chia cho 39, đấy, các bạn sẽ tính ra cái tỷ lệ lãi vay bao nhiêu đấy. Nó sẽ không phải là 10%. Chắc chắn nó sẽ là 10 bao nhiêu phần trăm, bấm cho chị máy tính. Để xem là bao nhiêu phần trăm. 10,23. Đó. Đấy ạ. Thì bây giờ các bạn biết là bạn sẽ lấy 6 triệu này này, nhân với cái tỷ lệ 10,23 này đúng không ạ? Và tại ngày là mùng 1 tháng 4. Bây giờ tôi đang có là 31 tháng 12. Các bạn nhìn này, trong cái timeline của mình nhá, thì tại ngày mùng 1 tháng 4 tôi rút vốn, đến ngày 31 tháng 12 tôi báo cáo đúng không ạ? Thì cái quãng thời gian này được capitalize. Đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có hai khoản, một khoản mùng 1 tháng 4, một khoản thứ hai là mùng 1 tháng 8 nữa. Đấy, bạn hai quả như này. Ok chưa? Được, các bạn tính cho mình. Các bạn tính xem là các bạn sẽ chọn đáp án nào. Bây giờ chỉ còn có thuần túy là một máy tính thôi.
Bao nhiêu ạ? Mọi người tính ra bao nhiêu ạ? Không chấm 55 là 549 ạ. 554 54 mình ra đến là mình ra 45. Đây bạn nào đúng không ạ? Được. Rồi, thực ra tính toán thì nó không khó, ở chỗ này nó có một cái hint chúng ta các bạn tính trung bình thôi. Thì mình đã làm hộ rồi, đấy ạ. Còn thế thì cứ thế là tính thôi. Cái khó ở đây ấy, đấy là nếu như cái bài mà người ta sẽ cho các bạn cái câu hỏi đấy là cái tài sản đấy nó lại bị dùng rồi. Thì các bạn nhớ cho mình nhá, là khi nào mà cái tài sản, ví dụ các bạn cứ hình dung một cái tòa nhà nó đang xây và nó bị dùng ở đây có nghĩa là ví dụ như là bị thanh tra xong rồi vào không dừng 2 tháng, thì khi nào mà nó dừng như thế không phải là dừng do yêu cầu kỹ thuật nhá, thì cái dừng đấy cũng không được vốn hóa chi phí lãi vay, thế thôi ạ. Ví dụ như nhà xây xong rồi nhưng mà lãi vay vẫn phát sinh bởi vì là cái khoản vay tôi chưa trả, đúng không ạ? Tôi vay một khoản vay 5 năm để xây một cái nhà, nhưng cái nhà tôi chỉ xây có 2 năm là xong rồi, thì 3 năm sau tôi vẫn đang xây nhà, tôi vẫn đang vay, thì cái khoản capital lines borrowing cost sẽ bị dừng ngay từ lúc một cái tài sản đấy nó complete và nó đưa vào sử dụng, đúng không ạ? Đấy, thì cái này mình các bạn nào học với mình F8 thì trước thì mình có hay kể chuyện là bọn mình đi kiểm toán ấy, thì một trong những thủ tục của mình rất hay làm đấy là khi mà thầy có capital lines borrowing cost thì việc đầu tiên là bọn mình đi tìm bằng chứng là cái tài sản này nó ready to be used tại thời điểm nào để có thể seize cái borrowing cost capitalization. Đấy ạ, thì đấy là một trong những cái liên quan đến capitalization. Rồi ạ, câu 26 ạ, các bạn có một cái khoản vay 2,4 triệu để xây một cái tòa nhà trong vòng 2 năm, được chưa ạ? Các bạn sẽ rút vốn, nghĩa là các bạn sẽ nhận cái khoản vay này ngày 1 tháng 1 năm 2019. Nhưng mà các bạn nhìn timeline này, tôi có ngày 1 tháng 1 năm 2019 này. Nhưng mà cái nhà thì lại bắt đầu là từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, có nghĩa là kiểu khởi công ấy là 1 tháng 3, được chưa ạ? Và tôi đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 thì tôi vẫn còn 1 triệu là tôi chưa dùng đến. Đó. Và tôi lại đi invest until it needed. Bây giờ tôi paying, bây giờ là đang 31 tháng 12 này. Bây giờ tôi đang trả 80% cho khoản vay. Và cái 1 triệu mà tôi không dùng đến cho đến tận thời điểm mùng 1 tháng 7 thì tôi được gửi lại với lợi nhuận là 6%. Câu chuyện ở đây đấy là thứ nhất, các bạn phải tính cho mình cái số tiền ở trong quãng từ mùng 1 tháng 3 đến mùng 1 tháng 7 này là 1,4 triệu. Tại sao? Vì các bạn có 2,4 triệu nhá, nhưng mà các bạn lại chỉ dùng có 1,4 triệu để xây nhà thôi, còn 1 triệu chưa dùng đến ạ. Ok chưa? Thứ hai là cái quãng 1,7 đến 31 tháng 12 này thì các bạn đang phải dùng 2,4 triệu. Đấy là số khác nhau này. 1,4 triệu này nhân với 8%, 2,4 triệu này cũng nhân 18%. Đây là những khoản tiền mình được capitalize. Ok chưa? Cái đoạn này không được capitalize. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi vay tiền nhưng mà tôi chưa directly contributed to the qualifying asset. Đến tận ngày 1 tháng 3 tôi mới contribute, đúng không? Nên là tôi không được tính cái đoạn từ 1 tháng 1 đến 1 tháng 3. Tiếp này, tại thời điểm 1 tháng 3 đến 1 tháng 7 là tôi trả lãi vay là 8%, nhưng đồng thời cái 1 triệu ấy ạ thì tôi lại nhân với 6%, và cái này nó là lợi tức thì nó lại làm giảm cái chi phí của tôi ở đây đi. Hay nói cách khác là sau khi các bạn tính 1,4 nhân với 8% thì các bạn phải trừ đi cho tôi cái 1 triệu nhân 6%. Các bạn hiểu không ạ? Nghĩa là khi các bạn gửi tiền tiết kiệm thì cái lãi suất tiết kiệm đấy ạ nó cũng làm giảm đi cái lãi vay các bạn capitalize. Thấy chưa ạ? Đấy, kỹ thuật tính chỉ có thế thôi. Bây giờ mình nhờ các bạn chọn cho mình đáp án bằng cách là một máy tính. À đúng không? Rất nhanh.
Mọi người tốt nhất là phương án A đúng không ạ? Chị không biết hôm nay tính bao nhiêu? Em tính không được giống, gần giống đâu. Đúng rồi, thực ra là vì mình đang tính nó sẽ bị lẻ lẻ. Thế nên mình cứ chọn cái nào gần giống không? Ok chưa? Rồi ạ. Các bạn làm tiếp cho mình câu 29 ạ. Có một cái bị lãi suất là mình phải chia theo cái số tháng chịu lãi đúng không hả chị? Ừ đúng rồi, tất nhiên rồi. Lãi này là lãi suất năm, mình sẽ phải tính theo tháng chịu lãi. Tại vì tờ tính nó sẽ không đúng tuyệt đối như như đáp án. Đúng rồi. Mình sẽ chọn số gần nhất nhá, mọi người đi sẽ chọn số gần nhất. Được ạ, câu 29 ạ. Và bây giờ mình sẽ không giải thích nữa bởi vì câu này giống câu trên rồi. Rồi, Hương đã tính ra bản đề. Hương ơi, Hương tính cho chị là em bắt đầu tính từ đâu? Em tính cái phần trăm trung bình của cái khoản, hai cái khoản trên đã. Rồi, 40 nhân 10% cộng với cả 200 nhân 18% chia cho 340 đúng không? Bao nhiêu? Dạ vâng. Thì bằng bao nhiêu? Khoảng 8,8% ạ. Rồi, sau đấy mình từ mùng 1 tháng 7 thì mình đã dùng 50 triệu đúng không ạ? Cho nên là em sẽ tính 50 ạ. Vâng, em lấy thẳng, em nhân thẳng với 8,8. À nhưng mà nó là nửa năm nên là 6 trên 12 nữa. Vâng. Okay. Đó. Thì mọi người thấy rằng là ở trong cái bài, những cái bài này ạ, thì sau khi mọi người làm một hồi mọi người phát hiện ra là chỉ có mấy cái keyword thôi đúng không? Một là cái tính trung bình này và cái thứ hai là ngày tháng. Đây là cái số tháng này, có thể bị nhầm thôi ạ. À. Nó rất là dễ, đúng không ạ? Ok, thank you Hương. Bài ở trên có nghĩa là cái số tháng từ năm 2009 là không vay đúng không chị? Sao nhỉ? Mình chưa hiểu câu hỏi. Bài vừa xong cái bài số 29 ấy, có nghĩa là mình chỉ sử dụng cái capital line được 6 tháng của năm 2018 thôi đúng không? Lúc nào mà mình bắt đầu rút vốn thì mình mới capitalize. À, tại vì là mình tại vì cái là từ mùng 1 tháng 1 đến tức là cả năm 2019 là mình không sử dụng lãi vay vì mình đã trả lãi vay từ năm 20 cuối năm 2018 rồi đúng không? Tại đề bài hỏi đến 31 tháng 12 2008 ạ. Ừ. Chị nhìn câu trên. Oh sorry sorry. Thì lại nhìn. Mình phải nhắc là Việt Anh cẩn thận bị nhầm giữa dòng tiền. Bởi vì có thể Việt Anh không đang làm kế toán ấy, cho nên sẽ rất là dễ bị nhầm về dòng tiền ấy. Cái câu chuyện là tính, đây là mình đang tính expense, cho nên trả lúc nào và năm trước hay năm sau ấy, nó không quan trọng. Nó quan trọng mình đang tính expense để capitalize vào thôi. Còn ở đây mình không nói gì đến chuyện là trả lúc nào. Nó nhìn nhầm với cái dòng trên của dòng câu hỏi thì là cái tòa nhà đấy xây dựng vào năm 2019. Rồi. Mọi người làm tiếp cho mình câu 30 và câu 31 ạ. Mọi người cho mình xin cái số mà mọi người tính ra vào trong chat ạ.
Rồi câu 30 ạ, câu 30. Mọi người cho mình đáp án câu 30 chưa ạ? Ba bảy hay 50 đúng không ạ? Vẫn là Hương à, không có ai khác. Nhung đi, Nhung ơi, Nhung giải thích cho chị em tính thế nào ra 37 hay 50, chị sẽ viết lên đây thêm mình lại. Vâng chị ạ. Đầu tiên là em tính của cái máy đó, máy cũ ấy ạ. Ừ. Số 1 sẽ bằng 480, à lấy 500 trừ 500.000 trừ đi 20. Rồi, 500 trừ đi 20.000 khấu hao à, residual value. Đúng rồi. À, chia cho khấu hao là 10 năm ạ. 10 năm rồi. Mỗi một năm là khấu hao 48.000 đúng không? Vâng. Ok. Xong chia luôn cho 12 tháng rồi nhân với số tháng luôn ạ. Mấy tháng? Em đang đứng ở ngày khi mà chúng ta mua cái máy này ạ, là đứng ở ngày mùng 1 tháng 7 năm 2007 đúng không ạ? Và bây giờ là 31 tháng 12, à quên, 31 tháng 3 là mấy tháng? Để chị cho em tiện. Mấy tháng nhỉ? 9 năm, 9 tháng ạ. 9 tháng ạ. Đến trên 12 đúng không? Vâng. Thế xưa chị đi, chị có phải lấy tay ra đếm. Vâng, em cũng nghe. Cái xếp lát ạ, thì lấy 25.000 chia 5 năm chia 12 tháng rồi nhân với. Chia 5 năm, đúng không ạ? Nhân với cả 3 tháng trên 12. 3 trên 12. Rồi ạ, ok ạ. Thế là các bạn ra được vào 37. 250 đúng không ạ? Đấy ạ, lúc mà mọi người đi thi ấy, thì chỗ này là các bạn phải điền số vào. Thế cho nên là được ăn cả ngã về không ấy. Nếu mà mọi người điền sai thì mọi người sẽ mất điểm luôn. Nó không giống như cái câu multiple choice ở trên là chọn một trong bốn đáp án thì các bạn có thể lucky, các bạn vẫn có thể đúng được đúng không ạ? Và nó cũng còn có một dạng nữa là dạng matching, có nghĩa là ta có hai, có một loạt các cái lựa chọn ở bên này, sau các bạn kéo thả vào đây. Thì cái đấy cũng giống như là các bạn chọn thôi, thì nó dễ hơn. Nhưng đây là cái đoạn câu hỏi, là câu hỏi gõ à. Được chưa? Ok, rồi, cảm ơn Nhung. Câu 31 ạ. Auckland purchased a machine for 60,000 on the 1st January 2007 and assigned it a useful life of 15 years. Được chưa? Nhưng mà vấn đề ở đây này, cái năm nay nó có một cái đặc biệt, đấy là họ dùng 3 tháng với giá trị cũ, khấu hao cũ, xong rồi họ đánh giá lại tại thời điểm 31 tháng, à mùng 1 tháng 4 mới dùng giá trị mới, khấu hao cũ. Đấy, các bạn tính cho chị hai giai đoạn được không ạ? Mình nói lại nhá. Hồi đầu nhá là 60.000 chia cho 15 năm được không ạ? Nhưng mà cái giai đoạn này nó chỉ có 3 tháng thôi, đúng không ạ? 3 tháng đúng không nhỉ? 1, 2, 3, đúng không? Đấy, đây là một đoạn, đúng không ạ? Sau đấy tiếp theo là 64.000. Rồi ạ, cái câu mà chị đang cần các bạn tính giúp chị đấy là tại thời điểm carry value thì các bạn còn bao nhiêu năm khấu hao? Remaining useful life tại thời điểm 31 tháng 3 là bao nhiêu năm? Nó lẻ đúng không? Thả lẻ thế nhỉ? 15 trừ đi 2,25. 12.75. 12.75 khiếp. Kinh nhỉ? Sau đấy nhân với cả 9 trên 12 tháng ạ. Dạ, các bạn tính của mình ạ. À? 3.76 cộng với 1 nữa là 4.76. 4.76, 4.76 là gì? 4.76 4.76 5, đúng rồi, 4.76. Ok, ok, rồi ạ. Đấy ạ, mọi người thấy không ạ? Thật ra là cái này nó có khó đâu, nó không hề khó về mặt kỹ thuật, nhưng mà nó cứ bắt mình phải ngồi làm mấy cái tính toán rất là lừa nhau về mặt thời gian với cả đến tháng ấy. Thế nên thôi, cái này còn làm gì có cách nào khác để vượt qua nó bằng cách là làm bài tập thôi, đúng không ạ? Nếu như mọi người không làm bài tập ấy ạ, các bạn còn nắm được rất là vững lý thuyết, nhưng đi thi môn này vẫn trượt. Bởi vì kể cả là thi multiple choice hay là thuật báo cáo cũng thế ạ. Bởi vì là nó cứ lừa mình như vậy. Mà người ta sinh ra câu hỏi multiple choice là để lừa thôi ạ.
Rồi ạ, câu 32 ạ, câu cuối cùng của cái chương này. Các tờ company các bạn học nhanh phần này rồi mình sẽ nói tiếp về investment property ạ. Các bạn làm nốt thì 32 ạ. Ở đây có một cái tình huống như thế này. Người ta đang dùng cái building này để làm head office, được chưa? Nhưng mà từ cái thời điểm 30 tháng 6, nghĩa là giữa đường năm nay 12 tháng thì dùng 6 tháng là làm office rồi. Xong tự nhiên đến 31 tháng 6 thì quyết định là đem cho thuê ạ. Được chưa? Cái building này các bạn có original cost là 900.000 và depreciate 50 năm. 30 tháng 6 thì các bạn có fair value là 950.000. Được chưa? Và bây giờ có nghĩa là mình dừng lại câu đấy. Khi các bạn đang dùng nó như là một head office thì các bạn sẽ hạch toán cái office này như là property plant equipment, được chưa? Các bạn tính khấu hao với giá trị 900.000 chia cho 50 năm nhân với 6/2 bình thường. Các bạn tính ra net book value của nó. Được chưa? Nhưng sau khi các bạn tính ra cho chị net book value thì các bạn lại phải đánh giá lại tại thời điểm 30 tháng 6 với fair value là 950.000 ạ. Chưa hết, sau đấy các bạn lại dùng tiếp với để đem cho thuê thì nó lại thành investment property. Và khi các bạn là investment property thì các bạn lại không ghi nhận vào revaluation reserve nữa, không ghi vào revaluation surplus nữa. Vì anyway, chỗ này nó chưa liên quan đến cái câu hỏi này. Câu hỏi này là what amount will be shown in revaluation surplus? Được chưa? Nó bây giờ mọi người tính, cái này nó sẽ có hai cái chỗ khó để tính, hơi lằng nhằng một tí để tính. Thứ nhất là vì nó đã khấu hao một nửa năm. Thứ hai là phải tính net book value tại thời điểm nửa năm. Đấy, sau đấy thì đưa vào revaluation surplus. Sao ạ? Net book value của nó tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2008 là bao nhiêu ạ? Các bạn mua cái nhà này là từ mùng 1 tháng 7. 747 ạ. Sao lại thế? Em bị tính thị thiếu một năm. Các bạn mua cái nhà này là từ mùng 1 tháng 1 năm 2000X0, đúng không ạ? Mùng 1 tháng 1 năm X0. Cho nên là đến 31 tháng 12 năm X7 là các bạn dùng được 8 năm rồi, đúng chưa? Thì bây giờ là dùng được 8 năm rưỡi ạ, đúng chưa? 8 năm rưỡi là phải còn lại là 41,5. Thì các bạn sẽ lấy luôn 900.000 này nhân với cả 41,5 chia 50, đúng không ạ? Thì bằng bao nhiêu? 823,500 đúng không ạ? 823,500. Sau đấy cái này mình mới đánh giá lên 950.000. Ủa là ở trên là ra 747 chứ ạ? 900 nhân 41.5 chia 50 là ra 747. 41.5 bằng chia 50 bằng, đúng rồi, 47. Việt Anh bấm máy tính ở gì ấy?
không trừ đi cái nó đang tính net book value nhá. Tính net book value có nghĩa là lấy nguyên giá thì phải lấy là 900.000 chia 50. Xong rồi nhân với cả 85 kệ tử. Không, chị đang tính book value mà, chị có tính khấu hao đâu. Ô, không ạ, công thức đấy. Công thức tính net book value tính thế nào? Tôi chết. Mọi người hiểu sao đấy? Tính net book value là giá trị còn lại. Giá trị còn lại tôi đang tính bằng cái cost nhân với cả thời gian sử dụng hữu ích còn lại. Đúng không, như thế nhưng mà 900 đi nó không ra kết quả đấy. Tôi chưa hiểu câu hỏi. Việt Anh đang tính như nào? Tôi lấy 900 nhá. 900 chia cho 50 năm thì là bằng... À thứ chứ là tớ đặt công thức bị nhầm, đúng rồi đấy. Tớ bị... Thôi chỉ phải lấy 900 trừ đi nữa, nhớ chỉ tính cái kiểu đấy thì... Thứ nhất là mọi người ấy, tính cách nào cũng được, ra kết quả là được. Nhưng nó có hai câu chuyện. Một là mình đang làm cái gì, có mục đích. Tôi đang muốn tính cái gì, tôi đang muốn tính net book value mà. Tại sao tôi lại phải đi tính khấu hao 1 năm cho nó vòng vèo ra. Tính khấu hao 1 năm, xong rồi tính 8 năm rưỡi hả? Xong rồi lấy 900 nghìn trừ đi cái 8 năm rưỡi đấy phải không? Trời ơi, nó không ra vậy thôi. Kiểu gì nó cũng phải ra kết quả giống nhau. Đúng, nhưng vấn đề là tớ muốn đang hướng mọi người đến một cái câu chuyện đấy là khi tôi đọc đề bài, tôi phải biết tôi đang tính ra cái số gì. Và khi mình có mục đích để tính ra cái số gì thì mình sẽ tính luôn một lần thôi. Cho nó nhanh, đi thi mình đâu có thời gian để vòng vèo đâu. Đúng chưa? Rồi, mới thực ra là thật sự ấy thì cái việc sai không phải đến từ chuyện là cách làm, mà sai sẽ đến từ chuyện bấm máy tính. Rồi, 950 trừ đi 747 đúng không ạ? 203.000 đúng không ạ? Nó nằm ở trong evaluation result. Rồi, câu hỏi của mình đấy là tại sao đến cuối năm mình chuyển đổi mục đích nó sang mục đích khác, xong rồi mình cũng đánh giá lại. Nhưng mà cái lần đánh giá lại thứ hai ấy thì nó lại không được nằm ở trong revaluation surplus, mọi người có biết không ạ? À đó, thì cái bài này chính là cái bài rất là interesting để share với mọi người. Đấy là thế nào gọi là investment property. Xin phép là mình share nhanh hai cái slide này, thứ nhất là vì mọi người không còn nhiều thời gian trong buổi tối nay, thứ hai nữa là đây là cái hai cái slide mình vừa mới dạy tức thì gần đây, nên là mình sẽ dùng luôn cái slide này để chiếu cho nó dễ. Ok, investment property là cái gì? Thứ nhất, người ta nói về investment property ấy là cái tài sản rất là gần với cả tài sản cố định, nhưng nó lại không phải tài sản cố định vì mục đích của nó không phải là owner occupied, nghĩa là không phải là cái để dùng trong mục đích sản xuất kinh doanh. Ví dụ, đấy, như vừa sau mọi người thấy đấy, chúng ta không dùng cái tài sản đấy để cho thuê, hay là xin lỗi, để làm head office mà tôi đem cho thuê chẳng hạn. Đấy là một cái mục đích không phải là mục đích chính của mình. Cái thứ hai là mình có thể đầu tư để chờ tăng giá trong dài hạn, được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta đang nói về chuyện là earn the rental or capital appreciation or both. Khi các bạn có tiền, các bạn mua cái nhà, xong các bạn cho thuê, xong các bạn chờ tăng giá lên thì các bạn bán, đúng không ạ? Ghi nhận, các bạn có hai cách. Thứ nhất là ghi nhận theo cost model. Trong trường hợp các bạn đang cho thuê nhé, các bạn có nhà để cho thuê nhé, thì các bạn sẽ ghi nhận theo cost model, bởi vì là cái việc cho thuê ấy là mình cũng khấu hao mà, đúng không? Thế nên là cũng phải depreciate bình thường. Thế nhưng mà trường hợp thứ hai, đấy là các bạn sẽ làm theo fair value ạ. Fair value ở đây thì được hiểu đấy là nếu như trong trường hợp mà nó vừa hoặc là nó có cả nhu cầu tăng giá cũng lẫn cho thuê, thì tôi có thể, bởi vì nó là cho mục đích đầu tư, cho nên tôi có thể đánh giá lại tài sản. Và mỗi một cuối năm thì chúng ta đánh giá lại tài sản xong thì chúng ta sẽ ghi nhận cái gain or loss from revaluation này thẳng vào P&L, được chưa? Với cả tài sản này thì nó sẽ không quá quan trọng cái việc là các bạn, người ta sẽ không care nhiều đến việc là các bạn lựa chọn cái nào, mà nó sẽ phụ thuộc vào mục đích của các bạn. Ví dụ nếu như mà các bạn đã đánh giá theo fair value nhé, thì các bạn sẽ không depreciation nữa, được chưa? Nhưng trong trường hợp mà các bạn đánh giá là quên ghi nhận theo cost model thì vẫn ghi nhận revaluation, là quên depreciation bình thường. Ví dụ như các bạn đầu tư tài sản, nhưng đầu tư tài sản đấy là để cho thuê thì các bạn vẫn khấu hao, vì nó vẫn có các thiết bị và khấu hao bình thường ạ. Nhưng mà nếu như các bạn đánh giá theo fair value thì nó lại được ghi nhận vào P&L. Thì đấy, như cái câu 32 vừa xong thì người ta nhìn thấy là
tại thời điểm cuối năm thì các bạn sẽ đánh giá fair value là 1,2 triệu. Vậy thì tăng từ 950.000 lên 1,2 triệu ấy, thì cái 250.000 đấy các bạn được ghi thẳng vào P&L luôn ạ. Ok dạ. Rồi, ở phía trên mình có mấy cái câu đây ạ. Mọi người làm giúp mình câu 27 ạ. Rồi, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của chúng ta để kết thúc cái phần này ạ. Có thể ngoài trời lạnh đấy ngày mai ạ. Rồi ạ, câu nào ở đây thì các bạn thấy nó đúng ạ? Thứ nhất này, transfer to or from investment property should only be made when there is a change in their use. Câu đầu tiên là chuyển sang investment property chỉ khi mà các bạn có thay đổi về cái mục đích sử dụng. Câu này đúng không ạ? Mà nếu mà câu này đúng nhá thì mình đã nhìn thấy là mình có thể loại được ngay một đáp án rồi đấy, đúng không? Câu số 2 này, transfer from investment property to an IAS 16 property just must be made at the fair value of the investment property at the date of the transfer. Nghĩa là nếu mà tôi chuyển ngược lại từ investment property sang IAS 16 thì chúng ta sẽ dùng cái fair value tại thời điểm cái investment property đấy tại cái thời điểm chuyển đổi đấy. Sao ạ? Nếu như bây giờ tôi đang có một cái investment property và tôi đang theo dõi nó như là bất động sản đầu tư, bây giờ tôi lại quay về, tôi lại chuyển văn phòng về đấy để làm văn phòng thì tôi lại chuyển nó lại thành IAS 16. Đúng chưa? Đúng rồi, câu này cũng đúng ạ. Và chúng ta vẫn dùng fair value tại cái ngày đó, chúng ta lại tiếp tục là tính nó như là một cái tài sản để khấu hao bình thường ạ. Câu thứ 3 là invest an entity should treat any difference at the transfer date from a capitalized property to an investment property as expense to the profit or loss. Nào, vừa xong đấy ạ, vừa xong chúng ta vừa có cái tình huống đấy là tại cái ngày mà chúng ta quyết định chuyển ấy, cái 950.000 của cái bài vừa xong ấy, thì có phải chúng ta đưa vào P&L ạ? Không các bạn nhá. Đúng rồi, không. Cái này nó không được ghi nhận vào P&L. Mà là nếu mà trong trường hợp mà có difference như vừa rồi chúng ta thấy là chúng ta đã đánh giá nó lên 950.000 thì 950.000 đấy chúng ta vẫn quên cái chênh lệch mà 100.000 mà các bạn vừa mới ghi nhận ấy ạ. Từ 950 trừ đi 747 ạ, các bạn mới ghi nhận là revaluation reserve bình thường, cho nên nó vẫn ghi vào other comprehensive income các bạn nhé. Còn trong trường hợp mà các bạn chuyển từ capitalized property hay là tài sản cố định sang investment property thì tại cái thời điểm đánh giá nó vẫn là tài sản cố định. Được chưa? Rồi mình mới chuyển sang investment property. Cho nên chỉ có câu 1 và câu 2 là đúng. Yeah. Rồi mọi người ơi, thế là mình đã complete với nhau cái loại chuẩn mực đầu tiên. Đấy là chuẩn mực liên quan đến tài sản. Đúng không ạ? Buổi sau thì cái phần mà chúng ta sẽ học là phần impairment và tài sản cố định. Sau đấy mình sẽ làm các cái case liên quan đến inventory này, impairment loss này. Vì người học impairment rồi. Đấy ạ. Và rất nhanh thôi, sau đấy thì chúng ta sẽ chuyển sang phần lập báo cáo đấy ạ. Thì mọi người buổi sau của chúng ta sẽ là thứ hai tuần sau, được chưa ạ? Thực ra mọi người biết tại sao mình cứ hỏi mọi người có đến công ty mình học không, đến chỗ mình học không, bởi vì thực ra nếu mà học mà có offline với nhau ấy thì thực ra mình dạy nó cũng có hào hứng hơn so với việc là nói với mỗi người máy tính thôi. Nhưng mà có vẻ là mọi người đều ở xa ấy. Anyway, nếu như bạn nào thu xếp được thì đến đây hỏi mình vui nhá. Ok ạ, rồi ạ, thì thôi hôm nay mọi người nghỉ ở đây ạ. Cảm ơn mọi người ạ.